Bà vợ giá giùm ngay em. Chị làm gì? Bên chị bên nào mà làm cái gì? Bịt mặt bịt mũi về vô cái quán trai biết được ai là ai đó. Anh Kiên ấy thì anh chỉ gọi điện cho anh nào. Lão dâm à? Tới rồi tạo một cái chuyện này cứng lên. Đây bản thân này rõ ràng sẽ nói là
Trình tôi hồ đất lấy trước ngày nói nha. Đúng lấy ngày trước nha, hồ đất mình lấy ngày ngày 28 luôn á. Rồi coi cái công văn là ngày chúng ta ngày 31 công văn vẫn tỉnh à, ngoài ra 31 giải quyết cũng không có mặt được mà mình cứ trình hồ đất trước cũng được, nhưng mà mình không trình trước ngày đó cũng được. Đang ngồi trong
mỗi lần khám mỗi 12 bữa là coi như là hoàn thành luôn luôn hay cắt giảm thì nó mỗi 12 á bữa là mình là tính về đó hoàn thành một theo rồi đúng không, mình chỉ cần biết đâu vậy biết rồi tắt rồi nhưng mà bây giờ là những cái này em phải giảm đâu đó đến đủ mà bây giờ em phải giảm giảm cặp một cho phần thầu một làm sao mà giảm gì phải mũ 12 á mũ 11 em nói mũ 12 á gọi cần cái khả này ông thi công nè đây đưa ra nè đây nè à cái đài đó gì mũ mũ kia nè đẹp này nè này là 17 kg nè. Đó, mũ 12 nè. Thì tới cái trụ nha, cái trụ chắc này là 17 x 2 là 30 mấy kg rồi. Đúng không? Mấy cái sạch. Cái mặt hoàn thiện lại trụ chết ba cái mũ nối thi công như là may. Giờ đó nhóm mình giả ta làm đâu? Dành dành bán những nờ về được. Bây giờ mình đứng là mình có lượng đủ rồi, giảm đúng rồi, có lượng giảm thôi. Đó là có lượng theo cái phụ lục là có lượng đúng rồi. Giờ cho phụ lục thì giảm xuống thôi. Đúng rồi. Bên này không tăng thêm như bên nhân dân không tăng thêm như bên này. Tức là mình không thực hiện thì mình giảm thôi. Cặp thì muốn lượng lên cặp ngắn lại giảm đi. Giảm miễn cho mà. Anh đã như lên đầu thì cứ theo bắt chân trái đó, bắt chân trái đó, qua chân phải xuống chân phải là chân sở trường đâu
bị lừa nè. Thầy có lừa quá, thầy cao đá xuống kính luôn. Thầy cao mà đụng má nó chạy sau rồi thôi. Sao mà? Lừa quá lừa lại muốn chân. Ở bàn này cắn cái khu lực một tí. Nhập nhập cái khối lượng tổng trước đi, rồi trong cái khối lượng bị kế vô. Thế là có khối lượng đi kế luôn nè. Nhập khối lượng tổng lại đó, anh em anh muốn là cuối nè, đúng không? Khối lượng tổng lại đó. Có phòng cái xin chuyển sáu, quan Sơn kia đám như lên đồng nha. Ba là. Còn cái Sơn kia nó không chia bóng, vì vậy nó triển khai còn kéo nữa. Bóng còn chiều dài đó không nhiệt đó, là tao thấy là kia, nhiệt lắm, nhiều xanh nhất ở nhà, thấy kia có vậy, ngày đó anh Ti là đã xóa nhất sự không, tao cả nhì mà cũng không tay, áo gì mà cứ ôm sơn không, gặp mình về đây mình khỏe là mình rút cái mấy con để cho mày dạng này, dễ mà qua được thì đâu, anh nhưng mà biết sao, khúc sau nó đâu có đá được, cứ cao đau mà, cao đau mà khi mình về đây gặp được cái khỏe là đồ ăn chay. Học sinh lúc sau rồi nó đâu có cái này nữa. Bây giờ cái này nó đứng thở. Đi. Hả? Anh khoai nó không đi được bàn nào luôn mà. Phải chọn. Tao nguyên tình đi chứ cái nào. Xuống như phần cao. Nó cái gồm cắm chút vô. Ê.